Hệ thống chăn nuôi của tỉnh hiện đang phát triển cả về chất lượng và số lượng, giá trị ngày một nâng cao. Toàn tỉnh hiện có 292 cơ sở chăn nuôi đạt quy mô chăn nuôi trang trại, trong đó có 69 trang trại chăn nuôi đạt tiêu chí kinh tế trang trại có giá trị sản xuất đạt từ 2 tỷ đồng mỗi năm trở lên, 10 cơ sở chăn nuôi quy mô trang trại ứng dụng công nghệ cao và 3 chuỗi sản phẩm chăn nuôi theo chuỗi và liên kết chăn nuôi. Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh, còn một số cơ sở chăn nuôi khác đang tích cực chuyển đổi sang chăn nuôi hướng hữu cơ, chăn nuôi an toàn sinh học. Thể tích bể nuôi cá nước lạnh đạt 100.000 mét khối, sản lượng đạt 150 tấn, tập trung ở các địa phương Sapa, Bát Sát, Bắc Hà, Bảo Yên, Văn Bản. Toàn tỉnh hiện có 4 trang trại nuôi trồng thủy sản đạt tiêu chí kinh tế trang trại có giá trị sản xuất đạt từ 2 tỷ đồng trên một năm.